Chào tất cả các cô chú anh chị ha. Thì như cái chủ đề video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách lấy lại cái mật khẩu Facebook và cách đổi mật khẩu luôn ha. Thì nhiều bạn sẽ không biết lấy lại mật khẩu như thế nào khi bạn đăng nhập vào rồi bạn để lâu rồi bạn cũng không nhớ là cái mật khẩu nó như thế nào. Thì nhiều khi bạn đổi điện thoại, các bạn tải lại thì bạn không nhớ. Thì mục đích cái video này thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách lấy lại mật khẩu, đặt lại mật khẩu cũng như là cách cái ghi nhớ mật khẩu luôn nha các bạn. Thì đây quan trọng cái đó là cái việc mà các bạn lưu mật khẩu như thế nào để các bạn nhớ, chứ các bạn quên hoài mà lấy lại mật khẩu thì cũng không nên ha. Rồi bây giờ các bạn vào Facebook của mình đi ha. Đây mình sẽ vào Facebook của mình đây. Đây các bạn thấy dấu ba gạch ở bên góc phải màn hình của bạn phía trên á, mình bấm vào. Bạn kéo dưới thì có phần cài đặt và quyền riêng tư đó. Bây giờ các bạn bấm vô. Thì đây các bạn bấm vào phần cài đặt nha. Bạn đợi xíu cho nó chạy. Ở đây bạn thấy nguyên một khu bảo mật nè. Đó. Các bạn vào ngay chỗ bảo mật và đăng nhập ha. Thì đây đó, các bạn thấy phần đổi mật khẩu nè các bạn đó. Bạn bấm vào thì các bạn thấy nè, bạn nhấn là vô là quên mật khẩu rồi, bạn làm theo hướng dẫn. Và khi đăng ký mật khẩu các bạn phải nhớ là các bạn phải mở cái Samsung Note và một điện thoại khác có cái chỗ mà Note đó, nhớ mở lên. À, tạo một cái trang mới ghi tiêu đề là mật khẩu Facebook gì đó. À, các bạn lưu lại ở đây là ghi là ABCD F gì chẳng hạn đó, mật khẩu của bạn bạn ghi sau đó ghi thì rồi bạn lưu lại. Thì lâu ngày á các bạn sẽ quên thì bạn vào bạn lấy lại. Thì mục đích ghi này là dành cho những cái mà điện thoại mà các bạn sử dụng một mình bạn cũng hạn chế cho người khác mượn. Thì đây có thể có cách là các bạn tạo cái bắt cho một cái ứng dụng này cũng được, để người khác có sử dụng người ta có vô người ta xem hay gì á, ta cũng không có ấy được. Nhưng mà chỗ này nó cũng không đến nỗi là không an toàn ha. Bạn lưu ở đây thì mình thấy là cũng đã ổn rồi đó. Thì đó các bạn vào như mình nãy mình hướng dẫn đó, bạn đổi lại. Mà quan trọng là các bạn phải nhớ là các bạn lưu mật khẩu như thế nào ha, lưu mật khẩu ở đâu để mà nhớ. Các bạn sử dụng mà đổi nhiều lần quá thì cũng không có tốt cho cái tài khoản của bạn đâu nha. Bạn đổi nhiều quá thì Facebook nó cũng để ý rất là dễ mất tài khoản ha. Như cách đặt mật khẩu của bạn cũng không nên để cái tên mình trùng với lại cái tên Facebook luôn ha, thì nó dễ mất tài khoản. Thì vừa rồi mình đã chia sẻ cho các bạn cách lấy lại mật khẩu Facebook khi các bạn quên ha, và cũng như là cách các bạn lưu mật khẩu là các bạn nhớ.
bạn có thể sử dụng nhiều điện thoại, bạn mở ra bạn xem. Mà các bạn nhớ là cái lô mật khẩu ở đâu, các bạn mở lên xem, thì mình đã có gợi ý cho bạn lưu ở phần note đó. Nhớ nha. Rồi mình xin chào tất cả các bạn. Thì các bạn nào có xem qua video này thì hãy nhấn đăng ký và nhấn nút chuông để nhận được những cái video hướng dẫn, những cái mẹo sử dụng lên điện thoại của mình. Rồi mình xin chào tất cả các bạn nha.